Cựu Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Fogh Rasmussen nói rằng Ukraine nên được mời gia nhập khối càng sớm càng tốt. Vị cựu Thủ tướng Đan Mạch cũng tin rằng sự can thiệp quân sự của NATO theo điều năm sẽ buộc Nga phải dừng hoạt động quân sự trên lãnh thổ Ukraine bởi Moscow sẽ không muốn phải đối đầu với cả tổ chức này. Ngay cả những người ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất cũng thừa nhận rằng Kiev không thể gia nhập khối quân sự, chừng nào xung đột với Nga vẫn tiếp diễn Tuy nhiên, Ramosen tin tưởng việc mời Ukraine vào trong liên minh sẽ hạn chế nguy cơ leo thang với Moscow. Ông Ramosen nói, độ tin cậy tuyệt đối của các đảm bảo trong điều năm sẽ ngăn chặn Nga tiến hành các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Ukraine, và điều đó sẽ tạo điều kiện cho các lực lượng Ukraine tập trung mọi nguồn lực cho tiền tuyến. Ông Ramosen tin rằng, đề xuất của ông giống như việc áp đặt vùng cấm máy bay trên các vùng lãnh thổ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Kiev, và điều này sẽ ngăn cản những hoạt động không kích của Nga. Ông nói thêm, để làm cho điều năm trở nên đáng tin cậy, cần phải gửi một thông điệp rõ ràng tới Nga rằng bất kỳ hành vi vi phạm lãnh thổ NATO nào cũng sẽ bị đáp trả. Tại cuộc họp năm nay, NATO đã không đưa ra một mốc thời gian rõ ràng cho Ukraine gia nhập. Điều này khiến cho chính quyền Kiev tức giận. Tổng thống Zelensky gọi đó là chưa từng có và vô lý. Nhưng nhà lãnh đạo Ukraine cũng phải đưa ra đánh giá tích cực cho kết quả của hội nghị thượng đỉnh NATO do việc thành lập hội đồng NATO-Ukraine. Ông Ramusen, cựu thủ tướng Đan Mạch, người lãnh đạo NATO từ năm 2009 đến năm 2014, hiện đang là cố vấn Tổng thống Ukraine tin rằng Hội nghị thường đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tại Washington vào mùa hè năm 2025 sẽ là thời điểm hoàn hảo để Ukraine chính thức gia nhập vào khối này. Ông nói chúng ta cần một cấu trúc an ninh châu Âu mới, trong đó Ukraine là trung tâm của NATO.